hành trình chở chở mấy cái xe vào trong ông ngoại để đi Tết, vào ông ngoại ăn Tết mấy bữa, thế là chở vào trong ông ngoại. Đấy. Này, thế ông vận tải Quốc Khánh này lấy của mình hơi nhiều tiền đấy. Nói chung là vận tải Quốc Khánh thì làm ăn được cái là nó nhanh gọn lẹ, hiểu chưa? Thầy dịch vụ phải cẩn thận, dịch vụ rất ok, hiểu chưa? Đáo. Thế bây giờ không chọn ông có uy tín thì bây giờ chọn ông có mỗi hai cái xe cứu hộ thôi, thì nhớ ông chở đi Campuchia luôn thì giỏi. Đấy. Lần đầu tiên đúng không? Thank you.
Mày có thấy quả rượu vậy không? Sử dụng dịch vụ xe vận tải của Quốc Khánh. Đi đâu hay sử dụng dịch vụ xe vận tải của Quốc Khánh. Lưu ý là không chở xe giả tiền nhé, không phải quảng cáo đâu nhá. Tí nữa lại bảo ra đi quảng cáo giả tiền, ta chết nhỉ? Bây giờ. Lát mình chuyển xe mấy cái xe tải ngũ 9, ngũ 7, ngũ 6 của mình thành xe. Không, em sẽ chuyển xe cứu hộ như này, em đi đâu em chở đi nhỉ? Thôi anh nhỉ, mình tự lái luôn, em đi nhỉ? Rẻ. Không đi không anh? Còn một xe nữa là, còn một xe nữa là đằng sau. Cứu hộ cái phiên bản đấy.